Bữa cơm công đoàn năm 2024 được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức cho người lao động tại công đoàn cơ sở Tổng công ty May Tuyên Quang LGG. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động từ những nhu cầu cụ thể hàng ngày. 600 đoàn viên người lao động công ty May Tuyên Quang LGG cùng quây quần bên bữa cơm công đoàn. Bữa ăn ca hôm nay ngon hơn thường ngày, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đoàn viên đều mong muốn những hoạt động này được tổ chức thường xuyên để mọi người gắn kết tình cảm nhiều hơn. Ăn cơm ca ngày hôm nay là khác biệt với bữa cơm trưa hôm. Thì ngoài cái việc là đầy đủ các món ăn cùng nhau lại tập trung thì cảm thấy rất chi là ấm cúng và đoàn kết ạ. Em cảm thấy bữa ăn ngày hôm nay rất là đầy đủ chất dinh dưỡng này, và bọn em được quây quần với nhau rất là ấm cúng. Nên là tới đây thì bọn em cũng mong muốn là có nhiều bữa ăn được ấm cúng như này để bọn em đoàn kết lại với nhau. Không khí gần gũi trong bữa cơm, các đồng chí lãnh đạo, chủ tịch công đoàn có thêm cơ hội để chia sẻ, lắng nghe tiếng nói của đoàn viên, người lao động. Tổng công ty May LG Tuyên Quang chúng tôi là bên công đoàn cùng với lại bên truyền thông là tuyên truyền đến người lao động qua loa đài phát xuống dưới xí nghiệp, các tổ sản xuất và qua các tổ trưởng công đoàn tới người lao động, rất được sự ủng hộ của người lao động. Người lao động rất là phấn khởi, tạo nên cái dấu ấn của bên công đoàn đối với người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã luôn đồng hành chăm lo cho đoàn viên, người lao động từ những bữa ăn, nhu cầu cụ thể hàng ngày. Các công đoàn cấp trên, chính thức cơ sở đã có phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho đoàn viên, công nhân lao động. Đây là một cái hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên, chia sẻ những khó khăn đối với đoàn viên, công nhân lao động, tạo cái không khí thân thiện, vui vẻ đối với đoàn viên, công nhân lao động. Việc tổ chức bữa cơm công đoàn cho công nhân lao động là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn dành cho người lao động. Thông qua hoạt động nhằm kêu gọi người sử dụng lao động tiếp tục chăm lo, nâng cao dinh dưỡng bữa ăn ca, góp phần đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Từ đó, người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, tạo quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.